Rồi, chào mừng các anh chị và các bạn đã quay lại với kênh. Kênh của mình là chuyên bán về hand tool ha, clay molded là dụng cụ cầm tay, cũng như là cảo kích thủy lực và những cái dụng cụ trong nhà xưởng ha, thiết bị hầu như là bên mình đều được cung cấp hết được những cái dụng cụ trong nhà xưởng ha. Các bạn cần những cái dụng cụ gì thì cứ alo trực tiếp số hotline bên mình. Cũng như là để lại cái lời nhắn trên web hay là trên cái kênh của mình ha. Thì tiếp tục cái chương trình giới thiệu sản phẩm của hãng Fervi mà chuyên về một kềm các bạn ha. Thì clip này mình sẽ giới thiệu về cái kềm đầu bằng ha, kềm đầu bằng đến từ thương hiệu Fervi của Ý. Thì kềm thì nó có rất là nhiều loại, kềm đầu bằng, kềm mở nhọn ha, kềm phe, rồi kìm đầu cong, kìm đầu thẳng, cong 45 độ, cong 90 độ các bạn ha. Thì trước mặt mình đây là cái kìm đầu bằng. Thì với cái kìm đầu bằng của thương hiệu Fervi á, là mình có tổng cộng là 3 size các bạn ha. Trên tay mình đây là size 160, tức là cái chiều dài tổng thể của kìm các bạn ha. Chiều dài tổng thể của kìm là khoảng 160mm. Với cái kìm đầu bằng thì mình có 3 size. 160 ha, đây là một cây size 160, có mã hàng là BE30 16 các bạn ha. Phần này nó cũng có cắt laser là 160, tức là tổng chiều dài của kềm mình là 160. Kềm này thì được sản xuất tại châu Âu. Thì phía sau cái kềm mặt sau ha, cũng có được khắc chữ Made in Europe và ha. Rồi thì mình sẽ đi sơ qua những cái thông số của cái size kềm, sau đó mình sẽ đi chi tiết sau ha. Rồi cái size thứ hai là cái size 180 các bạn. Size 180 thì có mã hàng là BE30 18 ha, các bạn ha, BE30 18. Thì trên đây cũng có các cái thương hiệu của Fervi ha, thương hiệu Fervi và cái logo của Fervi luôn các bạn. Sau lưng cũng có khắc ha, tất cả sản phẩm được khắc laser hết các bạn. Sản phẩm cao cấp thì đều được khắc laser hết. Thì đây là cái size trung của cái dòng kềm đầu bằng. Và cái size cao nhất, lớn nhất là cái size 200. Đây các bạn ha. Size 200 ha, các bạn ha. Size 200 có mã hàng là BE30 20 với là 200, tức là tổng chiều dài. Đây các bạn có thể sơ bộ ha, hình dung ra được cái chiều dài của kềm của mình đây ha. Khoảng 200 các bạn ha. Thì cái kềm đầu bằng hay là bình thường á, ở ngoài thị trường bình thường hay gọi là kềm đa năng các bạn ha. Kềm đa năng tức là ngoài cái công dụng cắt ở đây ha, nó có một cái đầu kềm, nó có một cái răng cưa như thế này để mình kẹp những cái phôi ha, phôi dẹp ha, phôi phẳng. Và ở giữa thân kềm thì có một cái vòng tròn như này ha, để mình kẹp những cái phôi mà có bán kính cong các bạn, hay là những cái ống hình tròn thì mình kẹp mình giữ phôi. Và cái phần dưới đây là phần lưỡi cắt. Công dụng của này là được mấy công dụng, cho nên là cái dân mình hay gọi là kềm đa năng cũng đúng các bạn ha. Rồi đây là với cái size đầu bằng, kềm đầu bằng mình có 3 size, 160, 180 và 200. Thì bây giờ mình sẽ đọc giá cho từng size các bạn ha. Thì với cái size 160 này á, thì bên mình đang bán với giá là 630.000 các bạn. 630.000 đến từ thương hiệu Fervi của Ý ha. Rồi cái kềm size thứ hai là size 180, có mã hàng là BE30 180. Bên mình đang bán với giá là 730.000 730.000. Rồi và cái size cuối cùng là size 200, nó chênh lệch cũng không bao nhiêu các bạn ha, so với cái size trung thì nó là khoảng 750.000 cho một cái kềm. Đây là cái giá mình báo là giá bán lẻ, trường hợp các bạn mua về mà cho dự án hoặc là cho các bạn, các đơn vị thương mại ha, các cửa hàng mua đi bán lại thì mình sẽ có một cái giá ưu đãi tùy theo cái số lượng bạn mua ha. Thì bên mình sẽ cho cái giá ưu đãi ngay cái thời điểm bạn mua. Thì các bạn sẽ cứ online một cái các bạn cứ alo vào cái số online, số hotline, hoặc là để lại comment bên dưới là mình cần mua lại, mua về để bán lại, hay là để mình cần làm đại lý thì bên mình sẽ cho một cái giá ưu đãi. Thì với mỗi cây kềm như vậy thì được móc vào một cái khuôn nhựa như thế này các bạn ha, để các bạn về các bạn treo làm quảng cáo rất là tiện. Các anh chị nào mua về sử dụng á thì mình có thể mình về mình tháo này ra thì mình sử dụng một cái kềm bình thường thôi. Thì ở đây mình cũng có hai cái loại kềm đến từ hai thương hiệu nữa các bạn. Một cái kềm là kềm đến từ thương hiệu Leopold của Đức,
ha, Elofox của Đức. Size này chắc cũng size cỡ 200 các bạn ha. Size 200. Rồi mình đo thử ha. Hoặc là này size 108 thôi các bạn. À 30 gạch 108, tức là size tổng chiều dài của kiềm 108 thì nó sẽ tương đương với cái kiềm này của hàng Lovi. Ha các bạn ha. Thì cái tay cầm của cán Elofox này á thì được bọc cao su mềm các bạn ha. Su mềm cầm rất là êm tay. Đuôi cuối cái tay cầm này nó có làm hai ngấn như thế này để giúp mình tránh bị tuột tay khi mà mình thao tác các bạn. Mình cần một cái lực gì đó mình kéo ha thì nó sẽ không bị tuột tay của mình. Cái phiên bản này là phiên bản đặc biệt các bạn ha, Black Edition. Là cái cán màu đen và một màu ghi như thế này. Thì là hãng Fervi đặt riêng cái cán này cho cái dòng này, cho cái dòng kèm đầu bằng ha, cũng như là các chủng loại kiềm khác của hãng Fervi. Và ngoài cái Black Edition này, hãng Fervi cũng có cái cán bọc màu khác nữa các bạn ha. Trường hợp các bạn mua mà số lượng nhiều á thì các bạn có yêu cầu về cái màu sắc của cái cán này thì mình cũng có quyền yêu cầu các bạn ha. Với số lượng nhiều khoảng trừ 100 cây trở lên các bạn ơi. Rồi thì rồi ha, đây là các bạn hai cái kèm các bạn để so sánh ha. Đó, các bạn bây giờ mình sẽ cắt thử ha, cắt thử là với cái kèm size 180 mình sẽ cắt thử các bạn xem ha. Đây các bạn nghe cái cổng kẽm này cũng hơi bé các bạn ha, nhưng mà mình ở đây mình làm demo thôi. Các bạn nghe cái âm thanh ha. Đó, mình xin cúi xuống ha, thấp xuống xíu để chúng cái anh caramel. Đó, gọn ha. Đây là cái kèm của thằng Elofox ha, mà hôm nay là mình chỉ test thử cho các bạn xem thôi. Và đây là cái kèm thương hiệu Elora của Đức các bạn. Nó khác nhau về cái tay cầm. Về cái vật liệu sản xuất á, thì đều là chrome vanadium hết các bạn. Nhưng mà về công nghệ ha, công nghệ luyện kim của mỗi nước thì mỗi khác nhau. Thì Đức thì coi như là nó nằm top 10 thế giới rồi, công nghệ luyện kim của nó. Thì nếu mà các bạn hỏi cái loại nào tốt hơn á, thì các bạn trước mắt là các bạn cứ so sánh giá đi. Giá của Elora thì nó cao rồi. Thì dẫn đến là cái chất lượng của nó cũng sẽ đi theo ha. Nhưng mà để mà cảm nhận trực tiếp luôn á thì các bạn nên cầm trực tiếp trên tay và các bạn thử nghiệm, thì lúc đó các bạn mới biết được là cái giá trị của cái sản phẩm của mình mua ha. Chứ còn các bạn hỏi shop thì anh ơi cái này có xài tốt không, thì shop nào cũng đều trả lời là tốt hết các bạn ơi ha, tốt hết. Đây là cái kèm, đây là cái cán bọc cổ điển ha, cái kèm cổ điển là người ta bọc một lớp cao su mỏng thôi các bạn. Đó là ngày xưa á, kèm này thở băng sơ các bạn. Còn sau này á, người ta cải tiến lại thì người ta làm cho một cái cán cầm nó dày hơn. Nên là các bạn có cảm giác là nó cứng chắc hơn như thế này. Phiên bản Black Edition. Rồi giá thì mình cũng đã có chia sẻ rồi ha. Vấn đề còn lại là các bạn chọn cái size thôi, chọn cái size phù hợp với cái nhu cầu công việc của mình các bạn ha. Với cái kèm đầu bằng này thì nó có ba công năng như vậy ha. Để kẹp nè, kẹp những cái phôi dẹp nè, ở giữa thì mình kẹp những cái phôi tròn, và cái phần cuối cùng là phần lưỡi cắt. Tùy cái nhu cầu của mình thì mình sẽ chọn cái size cho nó phù hợp ha. Ở đây mình cầm cái ba size cho các bạn so sánh ha. Đây là size 180 ha. Theo thứ tự ha, từ dưới lên. Thì cây mà có size nhỏ nhất á, thì giá là 630.000. Cây size trung là cây nằm giữa 180 thì giá là 730.000, và cây lớn nhất là cây size 200 thì có giá là 750.000. Nếu các bạn lên tận showroom thì mình sẽ được nhận cái giá ưu đãi. Và với cái giá trị mà mua hàng của mình đó, nhiều khi mình sẽ nhận được những cái phần quà ngẫu hứng của shop ha các bạn ha. Chứ bên mình cũng không có hứa là mình sẽ nhận quà gì. Nếu các bạn mua với một cái giá trị tương đối thì các bạn sẽ được một cái quà tặng từ cái shop ha. Rồi thì sau cái clip này thì bên mình cũng sẽ làm một cái review tiếp cho những cái dòng kèm khác
các bạn chú ý theo dõi ha. Một lần nữa thì bên mình shop cũng cảm ơn các anh chị các bạn thời gian qua đã ủng hộ shop và coi như cũng như là có những cái góp ý chân thành để giúp shop mình coi như là ngày càng có những clip hấp dẫn và chi tiết hơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.